MinH61, P8H61 MX của Asus. Test ban đầu fix ok. Bây giờ mình kích nguồn cho một cái lệnh nguồn vào máy khởi động. Bây giờ kiểm tra đã có đủ nguồn RAM, lấy được nguồn RAM. Các bạn xem này, ở đây là có đủ nguồn RAM, ok nhá. Test trước nguồn RAM. Ok, nguồn RAM đủ. Xem tiếp. Đây. À sorry. Đã sửa xong nguồn RAM. Đây. Ok, bây giờ mình test RAM vào cắm thử. Bật nguồn. Máy chạy. Kiểm tra nguồn. Máy lên hình. Các bạn đảo lại que nhé, đảo lại que các bạn sẽ đo được dương, do mình để cái que dương nó tiếp mát ấy. Các bạn đảo lại que các bạn sẽ thấy là nó đủ và đấy, nguồn RAM mình đã fix lỗi nguồn RAM đây này. Đó, 1.5. Còn đối với một số trường hợp ấy các bạn, một số trường hợp, một số dòng main khác nhau, có trường hợp nó kích chạy ấy, thì đối với từng main ấy thì nó sẽ có cái, đối với từng main, từng hãng main modem và từng cái vision của cái main đó nữa, có nghĩa là cái phiên bản ấy, thì nó có thể có cái cách fix khác nhau. Có trường hợp ấy thì cách fix của từng các main thì ra nã là nó đều giống nhau các bạn, nhưng mà các bạn hiểu về cái nguồn này ấy một tí là các bạn có thể là kiểm tra nó rất là dễ, rất là đơn giản, được chưa? Thì cái này các bạn cần phải căn cứ vào sơ đồ đấy, căn cứ vào sơ đồ một tí. Có một số trường hợp ấy thì đa số những main các bạn gặp trường hợp là những main mà các bạn chạy một thời gian, các bạn đã thấy là các bạn sau đó các bạn không chạy, các bạn bật nó không lên, nhưng mà các bạn kích được, kích chạy nhưng mà nó lại không chạy. Đó, đó chính là nó mất nguồn. Nó có thể là mất nguồn của RAM hoặc là mất nguồn VTT thì dạ, mất nguồn VCO, thì lúc đó các bạn sẽ kiểm tra lại. Còn có một số trường hợp nữa các bạn xảy ra ở một số dòng main giga, nó xảy ra một cái tình trạng, đó chính là khi bạn kích lên nhưng mà
khi các bạn kích lên, nhưng mà cái máy của chúng ta chạy xong vài giây sau đó các bạn nó tắt, hoặc là các bạn kích kiểu như là kích sau đó tự tắt. Cái trường hợp kích cúp ấy, trong trường hợp đó thì có rất nhiều trường hợp nó cũng liên quan đến cái RAM, nguồn RAM, cung cấp cho nguồn RAM ấy, các bạn kiểm tra lại nhá. Có một số trường hợp nó liên quan đến bộ kích cúp, được chưa? Kích cúp, hoặc là có trường hợp nó cũng liên quan đến phần BIOS. BIOS của các bạn, đôi lúc các bạn lâu lâu chạy bật lên nó cũng bị lỗi BIOS các bạn ạ. Đôi lúc các bạn chỉ cần thay thế cái con BIOS đó sang một cái con BIOS khác. Như các bạn đã thấy là ở đây có rất nhiều main phải không ạ? Có một số trường hợp ấy, các bạn chỉ cần cần xem chú ý một tí là các bạn xem ở con BIOS, ví dụ như ở đây là con H61, thì các bạn sẽ xem có một số trường hợp các bạn kích cúp ấy, thì cái này cần đo trực tiếp mới được. Đây là mình đang hướng dẫn cơ bản thôi, thì các bạn sẽ xem thông tin cái con BIOS này, các bạn nạp lại con BIOS này, được chưa? Thường thường ở main H61 ấy nó sẽ có hai con BIOS các bạn ạ, được chưa? Hai con BIOS thì các bạn nhớ là các bạn có thể là chuyển con BIOS. Ví dụ như bây giờ ở đây có một cái dòng main H61 này, ở đây có một cái con H61. Trong trường hợp mà các bạn kiểm tra các thứ ok hết rồi, nhưng mà kích nó vẫn không lên, thì các bạn sẽ chú ý là con BIOS này, các bạn xem xét có thể là thay hai con BIOS này. Các bạn tháo con BIOS này, thay con BIOS có thể là nó bị mất lom BIOS. Các bạn có máy nạp, các bạn tháo ra nạp, được chưa? Hoặc là các bạn có máy nạp BIOS ấy, các bạn có nạp, còn nếu mà không ấy thì các bạn có thể là tháo ra chuyển con BIOS, tháo con BIOS này ra, chuyển con BIOS này lên con BIOS trên thì nó sẽ chạy. Còn đối với một số trường hợp nữa mà nó bị mất nguồn, đối với một số dòng bị mất nguồn nó kích kiểu như là kích cúp ấy, đôi lúc các bạn cũng có thể làm theo phương pháp nó là nhiều anh em chia sẻ, đó chính là xả tụ ở nguồn RAM, có nghĩa là xả tụ quy của nguồn RAM này, xả cái con quy của nguồn RAM này cũng ok. Mình cũng gặp trường hợp mà mình xả đi nó cũng chạy ok, được chưa? Nhưng mà về độ ổn định hay lâu hay không mình cũng chưa rõ, được chưa? Nhưng mà mình xả đi ok. Còn có một số trường hợp nữa các bạn bảo là fan bệnh mà xả cái nguồn RAM ấy, xả cái tụ ở nguồn bên này ấy, có nghĩa là liên quan đến nguồn các thứ ấy, các bạn nhiều anh em cũng xả tụ quy ở đây đi rất là nhiều. Dạ, nhưng mà trường hợp không lên thì các bạn xem lại cái nguồn RAM ở đây. Dạ. Và các bạn xem xả những con quy này. Thực ra những con này ấy nó cũng đôi lúc nó không có tác dụng gì nhiều, đôi lúc các bạn máy cái bạn chạy bình thường các bạn xả đi vẫn được. Nhưng mà có một số trường hợp nó nhận báo lỗi ấy, thì cái nguồn này ấy thì các bạn xả đi vẫn ok. Mình đã fix khá nhiều cái main nó liên quan đến cái lỗi như này. Được chưa? Đó. Còn có cách nào mình chia sẻ có thể chia sẻ tiếp. Con này ấy nó bị lỗi tình trạng nó mất nguồn RAM các bạn ạ. Hiện con main đang chạy này bây giờ nó boot code bình thường. Bây giờ các bạn có thể vào setup bình thường đó. Nó lên rồi. Đó, nó không có thiết bị device boot. Đó. Đó, rất đơn giản đối với một số main. Thì đa số những dòng main của các bạn mà lỗi ấy thì các bạn có thể xem xét lại nhá. Đấy. Mình có một cái con main lỗi ở đâu nhỉ? Không thấy đâu rồi. Đấy, cơ bản nó như thế. Anh em nào có những câu hỏi và cái fan bệnh nào các bạn chia sẻ để dưới phần description video mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Bởi vì cái này nó rất là nhiều fan bệnh khác nhau. Đó, các bạn góp ý vài câu hoặc là góp ý vài câu hỏi để cho cái nội dung của chúng ta hay hơn nhé. Các bạn có những fan bệnh nào ở nguồn vây co nào hay là ở cái Bluebala ở đâu nhiều, các bạn có thể chia sẻ nhé. Đó, mình chỉ chia sẻ vài cái này. Cái này sửa nguồn RAM ok. Được chưa? Đó, mình đã chạy. Còn đối với trường hợp mà các bạn mà muốn sở mà muốn chạy Pro, các bạn mình nghĩ với các bạn là nên có dụng cụ đủ thì các bạn mới có thể làm được. Còn các bạn đừng có phán đoán, được chưa? Đó. Các bạn có dụng cụ đủ làm ấy thì nó sửa rất là nhanh. Các bạn có thể là mua cái cạc test về để chạy, được chưa?
Đó, như trong trường hợp này ấy, mình đã kiểm tra nguồn, mình dùng cái máy đo để kiểm tra tất cả các nguồn này rồi ạ. Đó, và mình thấy cái tình trạng nó bị lỗi cái nguồn ở bên này. Đó, mình đã thay cái bộ phận nguồn của nguồn RAM mà nó chạy bình thường. Đó, lại không có cái vấn đề gì xảy ra, bây giờ nó đã lên kích hình và lên nguồn bình thường. Đó, rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Bye bye các bạn. Cái chi tiết video của cái này ấy, chắc là không chi tiết mấy, nó còn nguyên lý hoạt động của main ấy, thì mình cũng xin bỏ qua, mình chỉ hướng dẫn các bạn cái lỗi cơ bản như này. Đó, bye bye nhá.